Ok luôn, chào anh em, chào mấy anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Ở trong đầu phá thương khung, giữa Dược Lão và Huyền Y, một trong ba trụ cột của Đan Tháp, tồn tại một câu chuyện tình cảm rất là lớn. Dược Lão tên thật là Dược Trần, là một trong những luyện dược sư xuất sắc nhất ở trên đại lục đấu khí. Khi còn trẻ, Dược Lão có ngoại hình khôi ngô, tài năng xuất chúng và kỹ thuật luyện dược đỉnh cao. Ông từng giành chiến thắng trong đại hội luyện dược sư của Đan Tháp, danh tiếng lan rộng khắp nơi, và điều này đã thu sự chú ý của Huyền Y. Là một nhân vật quan trọng của Đan Tháp, Huyền Y cũng là một luyện dược sư tài năng với vẻ ngoài xuất chúng. Trong quá trình tiếp xúc, bà dần nảy sinh tình cảm với Dược Lão. Trong thiền truyện Đấu Phá Thương Khung Dược Lão Truyền Kỳ, có nhắc đến việc Huyền Y từng hạ mình bày tỏ tình cảm với Dược Trần. Tuy nhiên lúc đó Dược Trần đã từ chối vì muốn tập trung vào việc dạy dỗ đồ đệ Hàn Phong. Ông cho rằng mình cần dồn hết tâm sức để đào tạo đệ tử, không thể nào dành thời gian cho việc tình cảm, và nên đã không đáp lại tình cảm của Huyền Y. Sự từ chối này là khởi đầu cho những vướng mắc tình cảm giữa bọn họ. Dù bị Dược Lão từ chối, Huyền Y vẫn không từ bỏ tình cảm dành cho ông. Trong những năm tháng dài dằng dẵng, khi mà Dược Lão bị phản bội bởi chính đồ đệ Hàn Phong và rơi vào cảnh khó khăn rồi mất tích, Huyền Y vẫn luôn dõi theo và tìm kiếm tin tức về ông. Trái tim của bà vẫn dành riêng một góc cho Dược Lão, và tình cảm ấy ngày càng sâu đậm theo năm tháng. Sau này khi mà Tiêu Viêm, đệ tử của Dược Lão, dần trưởng thành vào nổi bật ở trên đại lục đấu khí, Huyền Y đã lần đầu gặp Tiêu Viêm tại đại hội của Đan Tháp. Biết được Tiêu Viêm chính là đệ tử của Dược Lão, bà đã đặc biệt quan tâm và giúp đỡ anh rất nhiều. Phần vì bà vẫn còn yêu quý Dược Lão và nên sẵn sàng giúp đỡ những ai có liên hệ với ông. Điều này phản ánh tình cảm sâu đậm của Huyền Y dành cho Dược Lão. Dù ông không còn ở bên cạnh, bà vẫn muốn giúp đỡ những người có liên hệ với ông. Khi mà Dược Lão xuất hiện trở lại, cuộc gặp gỡ giữa ông và Huyền Y đầy ngượng ngùng và xúc động. Dược Lão hiểu rõ mình từng phụ bạc Huyền Y, cảm thấy áy náy, vậy nên không dám đối diện với cô. Còn Huyền Y tuy bề ngoài tỏ ra đã buông bỏ, thế nhưng trong lòng vẫn không thể nào quên hết. Tình cảm của họ trải qua 3 năm tháng đã trở nên phức tạp và tinh tế hơn nhiều. Tóm lại, câu chuyện giữa Huyền Y và Dược Lão đầy tiếc nuối và sâu lắng. Huyền Y dành tình cảm chân thành cho Dược Lão, dù bị từ chối và phải chờ đợi lâu dài, bà vẫn không thay đổi tấm lòng. Còn Dược Lão vì nhiều lý do mà không thể nào đáp lại tình cảm của bà, điều này cũng trở thành nỗi tiếc nuối trong lòng của ông. Xin lưu ý, đây chỉ là quan điểm cá nhân về Đấu Phá Thương Khung. Nếu như các bạn có ý kiến gì, hãy bình luận ở bên dưới các bạn nhé. Và đừng quên theo dõi LTC để đón chờ những video khác hay ho hơn. Cuối cùng thì xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.